bất ngờ phát hiện ung thư sau khi tưởng bị viêm họng. Bệnh nhân này tự mua thuốc điều trị viêm họng nhưng không khỏi, lúc này người bệnh mới quyết định đi khám. Theo thông tin mới đây từ Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí Quảng Ninh, cơ sở y tế này vừa tiếp nhận một bệnh nhân DHC 62 tuổi, có địa chỉ tại Thủy Nguyên, Hải Phòng. 3-4 tháng gần đây, người bệnh thường xuyên có cảm giác đau rát họng, nuốt khó và giảm cân. Trường hợp này chia sẻ nghĩ mình bị viêm họng nên đã tự mua thuốc về uống, nhưng lại không cải thiện. Ngày 1 tháng 2, người bệnh đến khám tại khoa khám bệnh Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí. Tại đây, bác sĩ chỉ định cho người bệnh nội soi thực quản dạ dày tá tràng. Trong quá trình nội soi, bác sĩ phát hiện ở đoạn thực quản 1/3 trên của người bệnh có khối u sùi lớn, chạy lấp gần hết chu vi thực quản. Nhiều tổ chức hoại tử dễ chảy máu có kèm bã thức ăn ở phía trên u. Ekip nhanh chóng lấy bệnh phẩm u thực quản gửi giải phẫu bệnh. Kết quả cho thấy bệnh nhân bị ung thư biểu mô vẩy không sừng hóa xâm nhập. Từ đây, người bệnh được chỉ định nhập viện điều trị. Theo bác sĩ Phạm Thị Thanh Hương khoa nội tiêu hóa, thì ung thư thực quản không phải là bệnh hiếm gặp. Tỷ lệ gặp ở người nam giới cao gấp 3-4 lần nữ giới. Bệnh ở giai đoạn sớm có thể không gây ra triệu chứng bất thường và chỉ tình cờ phát hiện qua nội soi. Tuy nhiên, giai đoạn muộn có thể gây ra các biểu hiện như nút nghẹn, nút vướng, nôn máu, tăng tiết nước bọt, gầy, sút cơn, nội hạch cổ. Trong trường hợp này, bệnh nhân có biểu hiện dễ nhầm lẫn với viêm họng do khối u thực quản ở ngay đoạn 1/3 trên, dễ gây ứ động thức ăn và nước bọt. Qua đây, bác sĩ khuyến cáo người dân cần thường xuyên thăm khám sức khỏe của mình ít nhất 6 tháng một lần. Mọi người cần tránh đợi đến khi có triệu chứng mới đi khám. Khi có biểu hiện bất thường, cần kiểm tra sức khỏe ngay, tránh những biến chứng muộn của bệnh. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.